Xin chào tất cả mọi người Hôm nay anh em mình sẽ có một sản phẩm khá hiếm gặp trên thị trường Đây là dòng loa súp điện PW55 của Victor Dòng này được hãng phát hành vào năm 91 với mức giá 80.000 Yên Đây là một cái mức giá rất cao trong những cái mẫu loa súp nói chung ở cái thời điểm đó đó các anh Và để Victor có thể tự tin đề xuất mức giá bán này đến với người tiêu dùng á Thì chắc chắn là bw 55 nó phải có rất nhiều điểm vượt trội Đầu tiên là mình nói về cái cấu trúc ha thì bên trong cái mẫu loa sub này chúng ta sẽ có hai loa bass đường kính 16 thay vì một cái loa với đường kính lớn hơn thì cái điều này nó sẽ giúp tăng cái khả năng chịu tải và tăng độ rõ nét trong cái tiết tấu âm trầm thì các anh có thể lấy cái dòng W4 của Po để làm cái ví dụ điển hình ha thì ở trên cái dòng W4 người ta không có sử dụng cái bass 20 hoặc là 25 Thay vào đó người ta sử dụng một cái loa bass với đường kính rất là nhỏ nhưng được trang bị tới tận 4 cái lần và chất lượng âm thanh của cái dòng này thì khỏi phải bàn. Nó chỉ có một cái nhược điểm đó là giá của nó hơi mắc thôi. Tiếp theo là về phần tính năng thì ở trên dòng loa sub này chúng ta sẽ có một cái bộ crossover, một cái bộ phân tầng rất là đặc biệt. Thay vì những cái mẫu loa sub khác ấy, mình sẽ có một cái nút hai kết để vặn vặn chỉnh tần số đó các anh. Thì ở trên này chúng ta sẽ có một cái nút hiệu chỉnh với bốn cái tính năng. Thứ nhất chúng ta sẽ có tính năng Defeat nè, 60 90 120. Ví dụ như các anh muốn nghe cái âm trầm ở cái tần số tối đa là bao nhiêu, các anh có thể chọn đúng cái mức đó. Theo như trải nghiệm của bác á, thì bác thấy là cái tần số âm trầm nó khoảng 60 Hz là một cái tần số cho ra cái tiếng bass khá là gọn và khá là dễ nghe. Còn tính năng Defeat là gì? Nó tương tự với tính năng hai cấp filter trên những mẫu loa sub Yamaha bác giới thiệu đến với các anh vậy. Thì khi sử dụng cái tính năng này á Ngoài từ việc loa sub của chúng ta nó phát được âm thanh ở cái tần số siêu trầm thì nó còn phát được âm thanh ở phần trung âm nữa, cái tần số giải trung nữa. Thành ra là khi mà sử dụng cái tính năng này, các anh sẽ thấy là cái nền nhạc của chúng ta nó rất là mạnh mẽ, uy lực, đặc biệt là cái cường độ của nó tăng lên khoảng 2 tới 3 lần so với bình thường là các anh. Và nó sẽ đáp ứng rất tốt cho chúng ta trong cái nhu cầu mà chúng ta cần một cái nền nhạc mạnh mẽ, uy lực và nó có đủ khả năng để phủ kín cho cái không gian của mình đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng tính năng đi fit thì cái nền nhạc ở trên loa và nền nhạc của sub nó rất dễ hòa quyện với nhau, nó không bị chỏi Thành ra là khi nghe chúng ta sẽ có cảm giác chân thật hơn và cái trải nghiệm của mình nó cũng sẽ tuyệt vời hơn. Một chi tiết nữa chắc chắn sẽ có rất là nhiều anh quan tâm đó là nguồn gốc xuất xứ. thì sản phẩm này nó được sản xuất và gia công trên chính quê hương của nó luôn anh. ở trên phần tem nó có ghi rất là rõ nè, made in Japan sản xuất ở Nhật, không gia công từ nước ngoài. Thì cái chi tiết này nó cũng không quá quan trọng Tuy nhiên thì vào những cái năm 90, 91 Các anh biết là Victor họ đã có nhà máy sản xuất ở Trung Quốc rồi Thì lý do tại sao người ta không đưa sản phẩm này qua Trung Quốc Để lắp ráp và gia công cho nó rẻ Từ đó, từ cái chi tiết này các anh có thể thấy được cái độ chỉnh chu Và cái sự ưu ái mà Victor dành cho cái dòng loa sức chúng ta đang tham khảo ha Cuối cùng là về mức giá bán của nó hiện tại ở thị trường Việt Nam Và chính xác là ở nhà Bách Thì cái này Bách mua được với mức giá cũng khá là hợp lý Tại vì cái người chủ cũ ở bên Nhật á hai sản phẩm này là của chung một chủ nha các anh, của chung một người á và Bách mua luôn một cặp vậy đó. Thì hiện tại Bách đang bán với mức giá là 7 triệu và mức giá này không bao gồm tiền phí vận chuyển nha. Mình chưa vội nói tới cái việc nó hay dở như thế nào. Thì mình nói, mình so sánh đối với những cái mẫu loa súp xịn có thương hiệu cái đã, Thì ở cái phân khúc mà từ 7 triệu trở xuống á, rất khó để các anh mua được những cái mẫu loa sức có khả năng đáp ứng được cho chúng ta những cái không gian khoảng 30 35 m vuông dạng là không gian trung bình lớn á. đó tại vì á, các anh để ý này những cái mẫu súp Yamaha là bác bán nhiều nhất thì ở cái phân khúc mà từ 7 triệu trở xuống á, chúng ta chỉ có những cái loa súp bát nhỏ phục vụ cho những không gian khoảng 15 cho tới 25 mét vuông thôi chứ còn lớn hơn nữa thì tiếng bát nó hay bị vỡ còn đối với cái dòng loa súp này á, thì những cái không gian khoảng 30 35 mét vuông nó đáp ứng rất là tốt nói tới cái khả năng đáp ứng thì chắc chắn sẽ có rất là nhiều anh hỏi cái súp này công suất của nó bao nhiêu ở trên cái phần tem như lúc nãy bắt quay sơ các anh có thể thấy là nó để công suất là 48W Thì các anh lưu ý ở cái chi tiết này 48W là thông số chỉ cho cái mức công suất tiêu thụ điện của mạch khuếch đại Chứ nó không phải là công suất tối đa chiều tả của loa sức Tương tự là dòng Yamaha SW800 các anh có thể thấy dòng đó rất là quen thuộc với anh em mình rồi ha Thì cái dòng đó công suất tiêu thụ điện của nó là 150 mươi Tuy nhiên cái công suất tối đa chịu tải của nó lên tới 800W lật và các anh thấy là cái con số này ở trên lệch nhau rất là nhiều cho nên á cái công suất tiêu thụ điện nó không phản ánh được khả năng chịu tải và khả năng đáp ứng được của cái loa súp mà ở trên cái dòng BW55 này nè các anh thì bác đã tham khảo trên cái trang của nhà sản xuất rồi trên trang database cũng tham khảo rồi nó không để cái thông số tối đa chịu tải ha nó không giống như Yamaha Yamaha thì nó in sẵn cái catalog trên đó luôn mình coi rất là dễ còn Victor người ta không có quá nhiều thông tin về cái sản phẩm này chủ yếu nó sử dụng nội địa tại Nhật mà chứ nó không có xuất khẩu cho nên là nó không có quá nhiều thông tin về tình trạng á thì hai cái sản phẩm này bắt mua của cùng một chủ và khả năng là người chủ này người ta cũng khá là nâng niu cho nên là các anh có thể thấy là tình trạng chung của nó rất là đẹp này bắt quay cái này trước ha đó ở đây các anh có thể thấy cái bề mặt này nó là gỗ lại nha các anh và cái kích thước chiều sâu của nó lên tới 55 cm là các anh. Cái hậu của nó rất là sâu. Chiều cao của nó là 45 và bề ngang của nó là 22 nha. trọng lượng cho một cái như thế này là sắp xỉ 24 cái, 23,6 cái á. nó rất là nặng nha. Nó nặng hơn những cái súp Yamaha 35 320 lần. Đó, và các anh thấy là cái bề mặt gỗ lạng của nó cũng rất là đẹp. Nó có một cái thiết kế cũng khá là độc ha. Khá là độc đáo, không giống với bất kỳ cái mẫu loa súp thông thường nào. Đó. các anh thấy là toàn bộ cái phần gỗ lạng của chúng ta và các cái, cái góc cạnh này nó rất là đẹp rất đẹp ha các anh ở đây là phần mặt sau chúng ta sẽ có cái phần tải nhì cho cái bao khuếch đại công suất và quan trọng là cái phần này nè thì các anh thấy là tem của chúng ta nó cũng rất là đẹp số series rõ ràng ha và nó cũng không có cái dấu hiệu bị bong nổ cái bề mặt sắt này lên đó các cái góc cạnh này rất là sắc sảo ở phía dưới thì người chủ ấy, người ta cũng có cho chúng ta một cái phần chân đế rất là cao khoảng một phân rưỡi lực cho nên là cái việc ẩm nở nó hầu như là không có bị rồi cái bên này cũng vậy nè các anh thì bác sẽ quay mặt trước mặt sau sau đó thì bác lật lại để quay tổng thể luôn ha rồi các anh có thể thấy là cái thiết kế mặt trước của chúng ta cũng khá là đẹp ở đây mình sẽ có một phần tem và đây là cái phần đèn nguồn nè các anh đó nó ghi rất là rõ về thông tin và cái tên model của nó nè rồi chúng ta sẽ có cái phần lỗ hơi ở đây và chúng ta sẽ có một cái trên một cái dưới ha cái củ loa bát của cái cái dòng loa sub này nè các anh thì nó là hai củ loa bằng đường kính 16 và cái củ loa của nó thì được bọc chống nhiễu nhưng mà bác chỉ nhìn vào cái lỗ hơi này bác thấy thôi chứ còn do mình không có tìm được cái chỗ mở các anh ở đây thì các anh thấy là nó nó giấu ốc rất là kỹ và tút trong sâu thì chúng ta sẽ có những cái ốc đó nhưng mà cái này thì tình trạng nó cũng rất là đẹp cho nên là hạn chế mình tháo ra ha các anh rồi, tình trạng của nó ở đây này rồi các anh có thể thấy thùng của nó rất là đẹp ha và nó không có cái tình trạng bị cấn mẻ những cái góc cành không ẩm nở chắc chắn là không ẩm nở vì mua những cái mẫu loa những cái mẫu sức này bắt rất kỳ cái việc ẩm nở các anh nó bị mẻ một chút cũng được không sao nó cày chút cũng được không sao nhưng mà ẩm nở thì rất là kỳ ở đây là phần mặt sau của cái này nè đó thì bác sẽ quay từng cái như thế này cho nó chi tiết để các anh dễ xem ha cái này số seri của nó là 00396 còn cái lúc nãy là hình như là 305 hay sao đó đó bác sẽ quay như thế này cho các anh thấy ha. tại vì nhà nó nhỏ mà cái không gian quay video của bác nó cũng hẹp lắm cho nên là quay cái nhiều góc nó khó coi các anh thông cảm nha đó. ở đây là cái phần mặt trước của cái còn lại nè thì các anh thấy là tình trạng của nó rất là đẹp nha. Nó không có bị nó không nói chung là không có thì vết nào để người ta chê cả. Đó, phần tem của nó cũng vậy Ừ Rồi, thì hai cái sản phẩm này bác giới thiệu cũng khá là chi tiết và đầy đủ về những cái tính năng và những cái điểm đặc biệt của nó rồi ha. Mức giá bán á thì như lúc nãy bác chia sẻ với các anh là 7 triệu một cái và mức giá này nó không bao gồm tiền phí vận chuyển nha các anh. Nếu như mà các anh muốn nghe thử trải nghiệm và so sánh với những cái mẫu loa sub khác á thì hiện tại nhà Bách cũng còn rất là nhiều mẫu ví dụ như là Yamaha hoặc là Bioner thì nếu như mà tiện thì các anh có thể ghé để nghe thử trải nghiệm thử coi là 7 triệu này nó có xứng đáng hay không ha theo như đánh giá của Bách đó, nó là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời và nếu như so về chất lượng thì nó rẻ thật sự rẻ đó thì anh nào có nhu cầu hay là có thêm thắc mắc gì vui lòng liên hệ với Bách qua số điện thoại Bách để trên tiêu đề của video nha Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh trong các video lần sau ạ.